chào các bác nhé. Đã khoe các bác này, em đang có mấy mẫu xe Fortune Seat 10 chỗ đời 2017 đây ạ. Đấy. Loạt vừa rồi em bán hết rồi. Loạt này loạt mới nhá. Đang dọn dẹp. Đấy, đời 2017. Xe khá là đẹp, xe được đụng một cướp. Thì ngày nay ngày mai em dọn xong thì em sẽ lên sóng cho các bác ạ. Chưa dọn xong, vẫn còn bừa bộn lắm. Đây nội thất đây, khá là đẹp luôn đây anh chị này. Đấy, rất là đẹp nhá. Đang cố gắng dọn cập nhật cho các bác một hai ngày nữa là xong. Và đây là 2015 này, cũng 10 chỗ này. Đấy, một loạt xe 10 chỗ đang về bên em. Đấy, xe rất là đẹp, khá là đẹp luôn. Hiện tại 10 chỗ bên em đang khá là rất là nhiều. Vừa rồi là bên em chốt khá là nhiều xe, có những ngày chốt được 9 con. Có những mấy ngày này là các bác mua gấu quá nên là xe không kịp để dọn cho các anh chị, các bác. Các bác thực sự cảm mấy ngày này là em mãi dọn xe, không thời gian để dọn, không có thời gian quay. Đây, thì là em sang bên này. Đây, nếu mà 16 chỗ thì em còn duy nhất một chiếc Fortune Seat đời 2018 này. 2018 nhé. Em còn duy nhất chiếc này thôi. Và ngày mai kia sẽ về cập nhật thêm mấy mẫu nữa. Các bác mà có nhu cầu sử dụng thì các bác chốt đơn sớm thì em sẽ về ưu tiên quay cho các bác ạ. Đây là 2017 này. 2017 Fortune Seat con này, chiếc xe này mới về chứ không phải là loạt trước đâu nhá. Loạt này loạt mới về. Và tiếp đây nữa là 2017 nữa này. Cũng mới về nhá. Đấy, hai mẫu này em vừa mới về, quay qua cho anh chị xem để ngày mai em sẽ cho dọn dẹp với lại các thứ nhá. Mới về nên là chưa quay được cho anh chị xem. Nên là ngày mai em sẽ dọn rửa và quay lên cho anh chị xem về mẫu xe này. Đấy, xe khá là đẹp, chuẩn chỉ, không đâm đụng, không nước. Còn cái đèn hơi ố tí thì em sẽ thay cho anh chị nhé. Đấy, đèn thay đèn mới luôn. Đấy nữa là xe khá là đẹp, chuẩn chỉ rồi. Thì em vừa quay qua cho anh chị một loạt xe, đó là Fortune Seat 10 chỗ này. Ở chiếc tải van kia thì em cũng chốt rồi ạ. Em chốt rồi, còn hai mẫu xe này, mẫu xe kia. Nói chung là về 10 chỗ nhà em còn 5 con nữa và một chiếc xe 16. Vâng, anh chị mà có nhu cầu sử dụng về cái dòng xe nào thì cứ liên hệ cho em nhé. Vâng, đây là em Khanh, chuyên mua bán dòng xe 16 chỗ. Và liên hệ cho em số điện thoại là 0943622621 hoặc là 0944371371. Vâng, thì các bác cứ liên hệ cho em để cập nhật cái mẫu xe mới nhất của bên em nhé. Vâng, em xin tạm ngừng clip tại đây. Mong anh chị xem qua clip thì sẽ ủng hộ bên em suốt ạ. Và đây các bác, mấy hôm trước là em quay là kín bãi hết và em đã bán hết một loạt đấy rồi. Và đây là loạt mới em vừa mới về xong. Và trong 3 ngày tới em sẽ phun đầy bãi này về 16 chỗ cũng như là 10 chỗ nhá. Và thế em xin chào toàn thể quý vị và anh chị ạ.